Công ty dạy nghề Rosa là đơn vị đầu tiên mạnh dạn đào tạo ngành ẩm thực và thẩm mỹ, đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều tầng lớp học viên trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Với tiêu chí đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho ngành dịch vụ ăn uống và thẩm mỹ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hình ảnh đất nước, quảng bá du lịch Việt Nam, giải quyết nhu cầu việc làm. Ở Rosa, mỗi học viên được trực tiếp thực hành các món Việt, Á, Âu, từ cơ bản đến nâng cao, nghệ thuật tỉa rau củ và khả năng quản lý nhà hàng, đồng thời được tiếp nhận nhiều chương trình ẩm thực thực tế do công ty thực hiện. Rosa đào tạo học viên có kỹ năng pha chế các loại thức uống không cồn, pha chế cốc tay theo công thức quốc tế. Với những ai đam mê nghệ thuật trang trí bánh kem hay có ý định điều hành kinh doanh tiệm bánh, hãy đến với Rosa để được tham gia vào khóa đào tạo kỹ năng làm và trang trí các loại bánh kem đang thịnh hành nhất hiện nay. Một tin vui cho các bạn đam mê nghệ thuật thiết kế và vẽ móng thời trang, với nội dung đào tạo kỹ thuật cắt da tay, tạo dáng cho từng kiểu móng, sử dụng cọ, dán móng giả, tạo nền, vẽ hoa văn trang trí họa tiết móng, bạn gái có thể tự chăm sóc đôi tay của mình và có cơ hội mở, điều hành hoạt động kinh doanh của mình. Một mái tóc đẹp, hợp với khuôn mặt, đúng mood sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp. Rosa đã và đang góp phần đào tạo thành thạo kỹ thuật cắt uốn duỗi nhuộm tóc nam nữ từ căn bản như gội, massage đến nâng cao, thiết kế, tạo kiểu, bới tóc, có khả năng mở và điều hành hoạt động các cơ sở trong ngành dịch vụ tóc. Ngoài ra, Rosa còn đào tạo các nghề khác như trang điểm, cắm hoa, massage, múa hiện đại và khiêu vũ, các khóa dạy học viên từ chưa biết gì đến ra nghề. Luôn hướng đến mục tiêu, mỗi học viên ra trường đều có trình độ tay nghề cao, có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm cho mình. Rosa vừa khai trương cửa hàng bánh mì và thức ăn nhanh tọa lạc tại ngã tư Hà Huy Giáp và Võ Thị Sáu. Những chiếc bánh mì với lớp vỏ giòn tan, vàng rộm bên ngoài và lớp ruột bánh mì mềm mịn bên trong có mùi hương thơm phức. Còn gì thú vị hơn khi dùng kèm những chiếc bánh mì thơm ngon cùng món bò kho, cà ri bò. Ngoài ra, thực khách còn có rất nhiều sự lựa chọn tùy theo ý thích của mình và những món ăn đầy hấp dẫn như mì ý bò bằm, bánh pizza, rất tươi mềm và vừa miệng, được chế biến theo cách riêng của Rosa. Với mong muốn được phục vụ quý khách hàng những món ăn thật sạch, giàu dinh dưỡng, hợp khẩu vị và tạo điều kiện cho học viên của trung tâm có môi trường thực tập, làm việc, hướng đến những hoạt động mang tính nhân văn cộng đồng nhằm giúp cho cuộc sống đẹp hơn.